Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Nâng cao chất lượng dân số gắn với phát triển kinh tế xã hội. Phát triển thủy sản trên hồ thủy điện Bắc Hà mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều gia đình. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương do đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương làm trưởng đoàn, đã có cuộc kiểm tra thực địa và làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác phòng chống thiên tai năm 2019. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm việc với đoàn kiểm tra. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm 1 người chết, 4 người bị thương, hơn 2.500 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Ước tổng thiệt hại lên đến hơn 78 tỷ đồng. Qua điều tra khảo sát của cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện có 176 hộ phải di chuyển nơi ở ra khỏi khu vực thiên tai nguy hiểm. Thiệt hại do thiên tai gây ra hàng năm đối với tỉnh Lào Cai là rất lớn, trong khi đó nguồn kinh phí của tỉnh rất hạn chế. Việc khắc phục thiệt hại gặp nhiều khó khăn. Lào Cai cũng chưa huy động được doanh nghiệp, cộng đồng xã hội tham gia đầu tư hoặc cung cấp dịch vụ phòng chống thiên tai. Hoạt động ứng phó khắc phục hậu quả còn kéo dài. Quỹ đất giải phóng mặt bằng, kinh phí di chuyển thấp, phong tục tập quán lạc hậu, điều kiện sản xuất nhiều nơi gặp khó khăn. Hiện cũng chưa có cơ chế chính sách cho việc sửa chữa, khắc phục thiệt hại theo diện cấp bách đối với các công trình hạ tầng dẫn tới kéo dài thời gian khắc phục. Để phòng chống thiên tai được thực sự hiệu quả, Lào Cai nhận thấy cần có sự lồng ghép, sắp xếp dân cư với công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thì mới giải quyết được tận gốc việc hàng năm có thêm các hộ dân trong vùng thiên tai nguy hiểm cần phải di chuyển. Hơn nữa, các thiết bị cảnh báo thiên tai của địa phương cũng đã cũ và thiếu, chưa đáp ứng được công tác cảnh báo thiên tai trên địa bàn một tỉnh chịu ảnh hưởng của nhiều dạng thiên tai như Lào Cai. Qua nắm tình hình thực tế tại các địa phương và làm việc với tỉnh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương, đề nghị Lào Cai cần vận dụng linh hoạt nguồn quỹ phòng chống thiên tai sử dụng cho việc thuê thiết bị cảnh báo, đầu tư cho việc khắc phục công trình hư hỏng do thiên tai theo đúng quy định. Đối với những kiến nghị đề xuất của địa phương, đồng chí tiếp thu và sẽ tổng hợp kiến nghị chính phủ tiếp tục có sửa đổi phù hợp với thực tế. Đảng bộ thành phố Lào Cai vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 22 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của ban chấp hành Đảng bộ thành phố, mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên do làm tốt công tác dự báo, đánh giá đúng tình hình nên đến hết tháng 6, tất cả các lĩnh vực đều đạt kết quả cao, cơ bản hoàn thành 22 trên 22 mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 đề ra, trong đó có nhiều mục tiêu vượt xa so với kế hoạch cũng như cả giai đoạn. Công tác đô thị được quan tâm ưu tiên thực hiện, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp có nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, xây dựng nông thôn mới đi vào chất lượng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hóa bằng các kế hoạch của thành phố. Công tác hướng dẫn và chuẩn bị điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và đúng quy định. Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 được thành phố triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao. Tỷ lệ tội phạm, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đều đạt và vượt so với chỉ tiêu yêu cầu của nghị quyết số 37, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong những tháng còn lại của năm, nhằm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu chỉ tiêu đề ra. Trong đó đề nghị cần có thêm các thiết chế văn hóa công cộng phục vụ đời sống nhân dân, nâng cao tuổi quy hoạch đối với chức danh bí thư chi bộ cơ sở, làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên trước thềm đại hội đảng các cấp,
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu trong những tháng còn lại của năm, Ủy ban nhân dân thành phố cần tăng cường chỉ đạo đối với công tác đô thị, chú trọng tính bền vững trong thực hiện, bám sát nội dung chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện các chương trình đề án của Trung ương trên địa bàn thành phố, quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là phát triển các mô hình có tính hiệu quả cao và bền vững, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trên địa bàn hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường hoạt động phòng chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về kinh tế ma túy, làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn, khẩn trương xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện đại hội Đảng các cấp theo đúng quy định. Với chủ đề các dân tộc huyện Sapa đoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, huyện Sapa vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 giai đoạn 2019-2024. Tới dự có đồng chí Lý Xeo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong những năm qua, với nhiều chính sách và chương trình hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân các dân tộc thiểu số trong toàn huyện Sapa, đời sống của người dân ngày càng nâng lên, tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và nâng cấp, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục duy trì và phát triển. Nhận thức của nhân dân có những bước chuyển biến tiến bộ. Nhiều chủ trương chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Từ nguồn vốn của các chương trình dự án, huyện đã triển khai xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt, trường học. Nhờ sự tập trung đầu tư của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, đặc biệt là tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, giảm hàng năm bình quân trên 5%. Nhân dịp này, 6 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Ủy ban dân tộc vì có thành tích xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. 3 tập thể, 8 cá nhân được nhận giấy khen của Ban dân tộc tỉnh. 10 tập thể, 27 cá nhân được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Sapa vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019. Sáng ngày 11 tháng 7, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm, đồng thời kiện toàn lại nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp ủy chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành đoàn thể, trong thời gian qua, các cấp công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn cấp trên đến cán bộ công nhân viên chức. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội được triển khai sôi nổi rộng khắp. Các cấp công đoàn đã tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động, công tác phát triển đoàn viên, kiện toàn cán bộ công đoàn cơ sở được quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo quy định. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, nhiều cá nhân đã được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã tích cực đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở cấp xã, phường, thị trấn, hiệu quả là rất rõ rệt, ghi nhận của phóng viên thời sự về nội dung này. Đến thời điểm này, 100% cơ quan nhà nước có mạng LAN và kết nối Internet. Riêng cấp xã có 20% Ủy ban nhân dân cấp xã có mạng LAN đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 100% cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 94% cấp xã được trang bị máy tính phục vụ công việc. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện, xã. Triển khai sâu rộng bộ phần mềm trong xây dựng chính quyền điện tử, cấp phát hộp thư điện tử của tỉnh và chữ ký số. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, tiết kiệm thời gian và chi phí. Những vấn đề mà đã được đầu tư thì rất là hiệu quả và tiện ích. Cũng nên đây nó là cái công cụ cho cái việc chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, cũng như là cái công cụ để hỗ trợ cho cán bộ công chức nâng cao cũng như cái năng suất, hiệu suất làm việc của mình. Đó thể hiện bằng cái việc triển khai các cái ứng dụng các cái phần mềm của chính quyền điện tử như hồ sơ công việc hay là hệ thống thư điện tử công vụ để tiếp nhận các cái văn bản giấy tờ một cách kịp thời, cũng như là ký gửi nhận văn bản điện tử cũng như là tiếp nhận thông tin. Thì đối với những cái nơi mà đã được đầu tư thì là
phát huy hiệu quả. Nổi bật là việc triển khai các bộ phần mềm dùng chung trong xây dựng chính quyền điện tử đã giúp cho công tác chỉ đạo điều hành giữa các cấp có sự liên thông liên tục, nhanh chóng kịp thời. Nếu như trước đây, để gửi được một văn bản chỉ đạo từ cấp huyện, thành phố xuống các xã, phường thì cần được thực hiện qua rất nhiều bước, tốn kém thời gian, chi phí. Tuy nhiên, với phần mềm quản lý văn bản điều hành, chỉ cần một cái click chuột là có thể hoàn thành việc chuyển nhận văn bản giữa các cấp. Trước đây để mà phát hành một cái văn bản từ xã lên huyện thì là mình lại phải tốn giấy in ra này, xong rồi khi mấy thì lại còn phải có một cái văn thư chuyên tạp vụ, chuyên đi chạy công văn, mất thời gian, tốn tiền để thuê người chạy công văn. Còn bây giờ thì khi mấy rồi đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, ví dụ như là máy ken, chữ ký số, thì lúc đấy mà có văn bản đến rồi thì chỉ việc ken lên máy tính và chuyển đi văn bản đi thì không tốn kém về kinh phí ạ. Việc tiếp nhận thông tin văn bản từ cấp trên xuống là chúng tôi sử dụng chủ yếu là qua cái phần mềm office.vn. Thì toàn bộ các hệ thống thư điện tử hoặc các văn bản được gửi từ cấp trên xuống thì đều rất là kịp thời, nhanh hơn hẳn so với lại việc chúng ta sử dụng gửi nhận văn bản giấy thông thường. Và cái điều này khiến cho cái việc tiếp cận thông tin để mà giải quyết công việc là trở nên hết sức thuận lợi. Như vậy có thể thấy, hiệu quả của việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của chính quyền các cấp là rất rõ ràng, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đây. Đúng vào ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, Tổng cục Thống kê công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, dân số Việt Nam ở thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 là 96.208.984 người. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 thế giới và xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Philippines. So với kết quả điều tra năm 2009, xếp hạng dân số Việt Nam trong Đông Nam Á không đổi và giảm 2 bậc trên bảng xếp hạng dân số thế giới. Về cơ cấu giới tính của dân số Việt Nam, nam giới có 47.881.061 người, chiếm 49,8%. Nữ giới là 48.327.923 người, chiếm 50,2%. Sau 10 năm, dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng giai đoạn 2009-2019 bình quân là 1,14% một năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước. Kết quả cuộc tổng điều tra cũng cho thấy Việt Nam là nước có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và khu vực. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều chỉ tiêu về công tác dân số ở Lào Cai đã đạt và vượt kế hoạch. Mô hình một gia đình chỉ có 1 đến 2 con đã trở nên quen thuộc. Tuy vậy, với đặc thù là một tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, nguồn kinh phí hạn hẹp nên công tác dân số cũng còn nhiều thách thức. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cơ chế chính sách đã tác động tích cực đến đời sống và nhận thức của nhiều người dân. Cuộc sống ở các bản làng ngày càng đổi thay, đời sống được nâng cao. Nhiều hộ gia đình, đặc biệt là ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, đã nhận thấy được lợi ích của công tác dân số. Không chỉ giảm sinh đơn thuần, nhiều hộ gia đình cũng đã sử dụng các dịch vụ y tế để việc sinh đẻ được an toàn. Chỉ có đẻ được 2 cháu thôi, bởi vì là mình cũng nghĩ gia đình có kế hoạch đẻ 2 đứa thôi, bây giờ đẻ nhiều mình cũng không nuôi được ăn hói. Trước kia ấy, thì nó rất là khó, mình đi vận động thì người ta lại ngại đến. Ấy. Thì nên là qua quá trình thì cán bộ y tế cũng đến tận hộ gia đình để tư vấn, để vận động thì các chị em cũng là đến cơ sở y tế để đẻ và thực hiện các biện pháp, ví dụ biện pháp tránh thai này, với lại đi khám thai định kỳ này. Các chị em cũng rất là gọi là cũng đến để thực hiện các dịch vụ của y tế. Tỉnh Lào Cai phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ trẻ em được sàng lọc trước sinh là 25%, sàng lọc sơ sinh đạt 50%, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ trên 40%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%, số con trung bình trên một phụ nữ là 2,1 con. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng dân số, tỉnh Lào Cai vẫn phải đối diện với nhiều thách thức. Việc thách thức của chúng ta là chúng ta vẫn phải tiếp tục để đạt vững chắc cái mức sinh thay thế. Mức sinh thay thế toàn tỉnh thì rất gần rồi, nhưng mà các huyện vùng sâu vùng xa, một số xã, rồi là một số nhóm dân tộc thiểu số thì mức sinh vẫn còn cao. Đấy là những thách thức. Cái thứ hai là cái việc triển khai các cái chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số của Lào Cai, nó đòi hỏi không những sự cố gắng của ngành y tế, của cán bộ dân số, mà còn đòi hỏi cái nguồn kinh phí cũng rất là lớn.
Cho nên là đấy cũng là một thách thức để chúng ta phấn đấu để đạt được các cái chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số. Giai đoạn 2011-2020, tỉnh Lào Cai đã chuyển trọng tâm công tác dân số từ công tác giảm sinh sang nâng cao chất lượng dân số. Cùng với việc giảm sinh ở các huyện vùng cao, Lào Cai cũng đã đẩy mạnh các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm về dân số như cơ cấu dân số, quản lý theo dõi sức khỏe người cao tuổi, triển khai các hoạt động về chăm sóc tư vấn sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Tỷ suất sinh thô giảm mạnh, ý thức chấp hành luật pháp, quan niệm về hôn nhân sinh đẻ đã có chuyển biến tích cực. Đối với Lào Cai, việc giảm sinh, phòng chống tảo hôn, sàng lọc trước và sau sinh, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn đang là những vấn đề nổi bật cần phải khắc phục trong thời gian tới. Do đó, cùng với ngành y tế, để nâng cao chất lượng dân số cũng cần sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Thủy Điện Bắc Hà có diện tích mặt nước rộng và trải dài trên địa bàn nhiều xã. Tận dụng mặt nước này, những năm gần đây, nông dân đã phát triển nghề nuôi cá đặc sản trong lồng bè, mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều gia đình. 7 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng trên Hồ Thủy Điện, nhưng phải mất đến 4 năm, anh Cao Văn Quyền ở thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly mới thành công trong nghề nuôi cá lồng. Từ loại lồng dạng bè nổi, sau khi được tư vấn, anh đã chuyển sang làm lồng bằng phao. Cách làm này giúp cho lồng cá luôn nổi ngay cả khi nước hồ dâng cao. Khi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ vốn, anh được nuôi cá tầm, một trong nhiều loại cá đặc sản của Lào Cai. Gắn bó với nghề nuôi cá lồng trên hồ thủy điện, anh Quyền cũng đúc rút được nhiều kinh nghiệm để cùng trao đổi với người dân quanh khu vực. Kinh nghiệm thì thực ra mình thứ nhất là phải nuôi sâu, nước sâu đã. Không như là ao, ông ấy thì một năm dọn một lần, nhưng lồng bè phải dọn thường xuyên. Thứ hai là quản lý chăm sóc cho ăn đúng giờ ông giấc. Nuôi từ bắt đầu cũng từ 3 lồng, rồi đến 6 lồng, rồi bây giờ thành 13 lồng. Mình nuôi mà chưa đủ cấp. Có khi mình một năm mình nuôi, một nuôi hẳn một dài, một năm như rèn, nhưng mà nếu mà bán ra thì chắc chỉ 2 tháng. Khi Hồ Thủy Điện Bắc Hà ổn định tính chất lý hóa, tỉnh Lào Cai đã có chương trình tuyên truyền bằng mô hình trực quan để người dân nhận thấy hiệu quả của việc nuôi cá lồng bè trên Hồ Thủy Điện. Năm 2014, Trung tâm Thủy sản tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà triển khai dự án phát triển thủy sản nuôi cá lồng trên hồ Cốc Ly với 34 lồng nuôi thử nghiệm. Đến năm 2015 được nâng lên 92 lồng và hiện đã có gần 200 hộ tham gia nuôi cá lồng. Khi mô hình nuôi cá tầm trong lồng bè trên hồ thủy điện được thực hiện, chị Thàng Dua đã chủ động đối ứng bằng việc làm lồng bè để bắt đầu một nghề mới. Hiện tại thì gia đình đã làm được hoàn thiện xong lồng và chỉ chờ để hỗ trợ giống khuyến nông ở tỉnh hướng dẫn thì mình cũng học hỏi cái cách thả cá và cho thức ăn cho cá ăn, rồi là cách vệ sinh lưới, rồi là mình sợ là quên nên là cũng lấy điện thoại là cũng quay lại video các anh hướng dẫn về để sau này còn áp dụng vào cái cách mình chăn nuôi. Thủy điện Bắc Hà dâng nước trên diện tích lớn từ khu vực xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà lên huyện Mường Khương và Simacai. Chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu, nhiều loại cây trồng vật nuôi trên cạn ít phát triển, thì việc khai thác diện tích mặt nước hồ thủy điện để phát triển thủy sản được nhiều địa phương quan tâm. Với vùng cao Tả Thàng, huyện Mường Khương, tới đây khi xây dựng nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu về phát triển kinh tế thủy sản sẽ được xem là một nội dung quan trọng. Trong các năm tới đây thì cũng gắn với cái việc mà phát triển nuôi cá lồng cùng với gắn với du lịch thì Tạc Thàng cũng đang cố gắng tuyên truyền cho bà con tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng. Trong những năm gần đây thì cái việc mà phát triển nông nghiệp mà ở trên cạn khó khăn bởi vì thời tiết nó, khí hậu nó biến đổi khắc nghiệt dẫn đến thu nhập kinh tế của người dân càng khó khăn hơn nữa. Cái hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng là hướng chủ đạo, tập trung vào cái việc mà khai thác du lịch phát triển gắn với nuôi trồng thủy sản ở khu vực lòng hồ Cốc Ly. Mô hình nuôi cá tầm trên hồ thủy điện được thực hiện đồng thời với các giống cá thông thường là cách làm trực quan nhất để nông dân nhận thấy hiệu quả kinh tế. Cách làm này cũng đang góp phần đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm đặc sản chất lượng, tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.